hello anh em đã quay trở lại với cả real tech thì hôm nay đấy, anh em nhìn uh, góc này nhìn có vẻ hơi công nghiệp đúng không nhưng mà không anh em ạ hôm nay mình sẽ không quay bằng iphone mà chúng ta sẽ cùng quay bằng máy ảnh anh em thế là nó sẽ không công nghiệp nhá như tiêu đề của video thì anh em cũng thấy rồi đúng không hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả một vấn đề nó rất là nhức nhối chắc chắn là rất rất nhiều anh em đang để ý và cũng không biết là câu trả lời nó sẽ như thế nào. Thì uh, rất rất nhiều anh em đang muốn build cho một bộ máy tính để làm việc, một bộ máy tính để kiểu như nhiều khi anh em edit video cho vui nhưng mà anh em cũng không biết được cái đấy chính là việc anh em edit video thì anh em sẽ cần đấy chính là GPU nhiều hơn hay là cần CPU nhiều hơn. Uh, một số anh em tham khảo trên mạng sẽ có người tư vấn đấy chính là ờ mày nên chọn con i7 đi nhưng mà có một số người sẽ tư vấn cho anh em đấy chính là nên chọn một con cạc đỏ mạnh thì ok hôm nay mình sẽ cùng anh em giải đáp câu hỏi đấy đấy chính là chúng ta nên chọn một con cạc à, nên chọn một con cpu như nào và một con cạc đỏ như nào có nên chọn một con cpu xịn hẳn hay không hay là có nên chọn một con gpu xịn hẳn hay không và nó tác động như nào đến cái công việc của anh em thì ok bây giờ thì mình đang ngồi ở chỗ của ether của nguyễn công pc đấy thì mình đang ngồi cái vị trí của ether luôn và anh em nhìn đằng sau là chúng ta sẽ có thể thấy là chúng ta đang có màn hình làm việc này đấy đây chúng ta sẽ có thằng vĩ đấy chúa mim của cộng đồng máy tính nguyễn công đấy <cười> <cười> ok thì uh... Trước khi mà chúng ta cùng đến đấy chính là chúng ta sẽ cần là CPU nhiều hơn hay là GPU nhiều hơn thì chắc chắn là mình sẽ phải giải đáp một số cái xung quanh trước. Thì khi mà anh em edit video thì chắc chắn là anh em sẽ xài hai phần mềm chính, đấy chính là Premiere và cũng như là Resolve. Ờ đối với Resolve thì thực ra là cũng sẽ ít người dùng hơn là Premiere. Đa phần anh em sẽ là xài Premiere là chính mà thôi. Ờ rồi là cũng thêm một cái nữa đấy chính là thiết bị quay của anh em mới là cái gì. Mình sẽ bỏ qua những cái thiết bị quay về cao cấp bởi vì uh, mình nghĩ là đối với những cái thiết bị quay cao cấp thì thực sự thì về phần cứng thì nó sẽ cần phải tư vấn chuyên sâu hơn một tí. Ở đây mình sẽ tư vấn về những cái như là uh, anh em quay bằng những cái máy ảnh số, quay ra định dạng video đấy chính H264 và H265. Mình không kể nó là 8 bit hay là 10 bit nhé thì mình cứ để chung nó là H264 và H265 đi. Và anh em edit ở trên Premiere và cũng như là Resolve thì nó có thể phù hợp đến 95% người dùng luôn. Đó ha, thì uh, đối với Premiere nó ăn phần cứng một kiểu khác và Resolve nó cũng sẽ ăn phần cứng một kiểu khác. Thì ví dụ như là ở đây mình sẽ lấy ví dụ là Resolve trước đi, bởi vì mình đang sẵn cái màn hình của Resolve ở đây Thì anh em có thể thấy. Ở đây mình đang có một cái project của mặt tập chí Đấy thì uh, nó đang hiện ở đây thì uh, bên này mình sẽ có cái Tag manager để anh em có thể biết được là nó sẽ ăn phần cứng như thế nào. Phần cứng thì ở đây mình đã có một em CPU để là Intel Core 7700K này, rồi là USD 630 này, rồi cũng như, cũng như để là RTX 2070 thì mình có đủ phần cứng cho anh em luôn để anh em có thể biết được là nó sẽ ăn phần cứng như thế nào. Ở bên này uh, mình đang có đủ 5 lớp layer, thực ra mình chỉ dùng có 4 cái layer thôi. Layer đầu đấy chính là cái Denoise, cái layer sau là Sharpen, còn hai cái layer này nó là layer chỉnh màu. Thì mình mình sẽ tắt cái layer sharpen và denoise đi để anh em xem phần cứng nó sẽ ăn như nào nhá mình sẽ preview này à, đối với reshow thì nó sẽ có một cái hay đấy chính là preview nó ăn phần cứng như nào thì lúc xuất video nó cũng sẽ ăn phần cứng như thế cho nên là anh em có thể xem preview và anh em biết được lúc xuất file nó sẽ như nào nhá ok mình đang preview này đấy thì anh em sẽ thấy đúng không nó rất là nhẹ nhàng. ở đây mình đang xài một video đấy chính là video H264 8 bit 200 megabit per second quay từ con Fuji XT3 thì anh em thấy đấy chính là nó, nó preview rất là nhẹ nhàng và số fps ở đây chúng ta đang có là nó full fps luôn, không không gặp vấn đề gì cả gì cả mặc dù ở đây chúng ta đã chỉnh màu rồi. À, anh em nhìn ở bên cái chỗ ăn phần cứng này anh em sẽ thấy đấy chính là cpu nó chán bao nhiêu đúng không? cpu nó sẽ đẩy xung nhịp lên rất là cao nhưng mà cái phần trăm ăn cpu nó sẽ không nhiều, chủ yếu là nó sẽ ăn vào đây này. Đấy, cạc đồ họa ở ừ, cái phần 3D này nó sẽ thể hiện đấy chính là anh em đang kiểu grading màu nó như thế nào ờ, Đối với cái resow thì nó sẽ không ăn vào phần CUDA nhá Nó sẽ ăn vào phần 3D là chính thôi nhá Đấy, thì anh em sẽ thấy đấy chính là phần 3D Bởi vì mình đã grading màu rồi, mình có hai cái layer grading màu ở đây Thì nó sẽ ăn vào 3D là chính này Và decode video nó sẽ không decode bằng CPU mà nó sẽ decode bằng cạc đồ họa Thành ra là nếu mà anh em làm resow mình luôn luôn có một cái lời khuyên dành cho anh em ở đây Đấy chính là anh em hãy chọn một con cạc đồ họa xịn nó sẽ giúp anh em làm việc hay là mọi thứ nó mượt mà hơn rất là nhiều ở đây mặc dù mình chỉ xài một con cpu 4 nhân thôi và anh em thấy đúng không nó chả ăn bao nhiêu cả đó thấy chưa thấy chưa đó bây giờ nhá mình sẽ mình sẽ enable cái cái lớp đi và cũng như là sharpen lên bởi vì một khi mà anh em đã làm resell á thì chắc chắn là anh em sẽ có Denoy và sharpen bởi vì đây sẽ là hai công cụ mạnh nhất ở trong resell đấy thì khi mà mình preview anh em nhìn này nó sẽ giật hơn rất là nhiều. Bây giờ FPS của mình sẽ rơi vào đâu đó vào khoảng là 17. Mình đã deny và sharpen rồi. Thì anh em nhìn qua ở đây. Thì CPU nó cũng chán bao nhiêu cả. Uh, CPU nó sẽ ăn nhiều hơn lúc nãy một tí. Nhưng mà nó cũng chán bao nhiêu. Cái quan trọng ở đây này. Anh em sẽ cần một con cạc đồ họa thực sự mạnh. Đó. Lúc nãy cái phần decode video. Bởi vì nó một trong vòng một giây nó phải xuất 30 FPS. Thì nó sẽ chạy nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ mỗi giây nó chỉ ăn có... Mười mấy FPS thành ra là nó sẽ ăn bằng một nửa lúc đấy Đấy thì phần decode nó sẽ tương quan như thế Nhưng mà bởi vì mình có sharpen và denoi Thành ra là cái phần body này nó ăn rất nhiều Nó ăn gần như full GPU rồi Và thậm chí bây giờ nếu mà mình cắm con RTX kiểu 3080, 3080T hay là 3090 vào đây á Thì nó cũng sẽ ăn nhiều hơn nữa Và nó sẽ mạnh hơn Rất là nhiều nó sẽ xuất nhanh hơn Nhưng mà CPU nó chán bao nhiêu cả Thì anh em làm Resolve anh em biết là anh em nên chọn cái gì rồi đúng không Nếu anh em làm Resolve Hãy cứ focus vào Uh, cạc đồ họa cho mình một chiếc cạc đồ họa mạnh sẽ giúp anh em làm resell tốt hơn và cũng như là anh em làm grading màu các thứ nhanh hơn đồng ý là ở trong resell nó cũng sẽ có những cái ví dụ như là hiệu ứng chuyển cảnh này rồi là tech này rồi các thứ các thứ nó cũng sẽ ăn cpu nhưng mà nó sẽ không ăn quá là nhiều đâu anh em cứ focus vào gpu cho mình nó sẽ tối ưu cái workflow và cũng như là công việc của anh em hơn tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả premiere đi Uh, Premiere thì nó sẽ khác với cả Resolve một cái là Premiere nó sẽ focus nhiều vào CPU hơn. Uh, thực ra là nó nhiều hơn Resolve thôi nhưng mà nó vẫn có ăn cạc đúng không ạ? Uh, thì ở đây mình sẽ show cái 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 trực tiếp cho anh em xem luôn. Đúng ấy, em mở cho anh một cái project em làm rồi. Ok thì bây giờ Trung sẽ mở một cái project đã xử lý rồi Có cả b có cả tất cả mọi thứ rồi Thì mình sẽ preview để anh em xem Đấy chính là anh em sẽ cần phật cứng như thế nào nhé Và video này Video này là quay h 264 hay H265 nhỉ? H265, à, H264 đúng không? H264 đấy. H264 Video này vẫn tiếp tục là một video quay ở đỉnh dạng Đấy chính là H264 8-bit 420 Quay từ thiết bị đấy chính là Fujifilm XT3 Và bitrate của nó sẽ là 200 m Đó Ok thì đang 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 đợi nó lốt một tí. Đây thì anh em sẽ có thể thấy. Đây sẽ là cái project Premiere mà chúng ta sẽ cùng test xem là nó sẽ ăn phần cứng như thế nào. À, anh em có để ý một điều đấy chính là Premiere nó sẽ ăn rất là nhiều RAM của anh em. Đấy, nhưng mà cái chỗ cái lúc mà chúng ta load project thì CPU nó sẽ ăn rất là nhiều này. Đấy thì khi mà anh em có một con CPU mạnh nó cũng sẽ giúp anh em import project nó cũng sẽ nhanh hơn. OK, thì anh em nhìn vào đây nhá. À, ở đây chúng ta sẽ có đủ tất cả mọi thứ, chúng ta có logo này, chúng ta có effect. effect này, có transition này, có gần như là có tất cả mọi thứ rồi. Thì mình sẽ preview để cho anh em xem nhá. Ừ, uhm, đây. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ preview thử một đoạn. À, đã làm màu rồi nhá, đã làm màu ở trong Premiere rồi đấy. Có transition này. Anh em để ý cái đoạn transition không? Đó, thì nó sẽ ăn vào cái gì? với transition thì thường thì nó sẽ là ăn vào cpu là nhiều nhưng mà cái đoạn transition này nó hơi ngắn bởi vì cpu nó không đủ mạnh á thành ra là nó sẽ hơi giật đây anh em nhìn này không, cái này là... đấy 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 anh em thấy đúng không ờ, đối với những cái transition như thế này ở trong premier thì nó sẽ ăn vào cpu của anh em là nhiều nhưng anh em nhìn vào đây thì anh em sẽ thấy đấy chính là mình dừng lại rồi thì anh em vẫn sẽ thấy đấy chính là cái đoạn cpu này nó sẽ lốt nhiều hơn đó anh em thấy là cpu nó sẽ lốt nhiều hơn và nếu mà anh em là một người làm premier và anh em muốn focus vào việc đấy chính là anh em xử lý rất nhiều về mặt hiệu ứng chuyển cảnh này hay là những cái effect như là cái text hiện ra như thế này thì anh em hãy focus cho mình vào một con cpu mạnh và một con intel coi 7 nó không bao giờ là thừa đối với cả anh em nhé đấy anh em nhớ điều đấy cho mình ờ, nhưng mà nếu mà anh em chỉ đơn thuần đấy chính là preview như này thì sao đấy có nghĩa là anh em chỉ xem về mặt màu sắc Đấy, màu sắc và xem video nó phát như này Thì nó sẽ ăn phần cứng như nào Và bây giờ anh em nhìn sang đây thì anh em sẽ thấy đấy chính là CPU nó sẽ không còn lốt quá là nhiều nữa CPU nó sẽ không còn lốt quá là nhiều nữa Nhưng mà cái lốt ở đây đấy chính là EGPU này anh em Đó, cái EGPU này Cái EGPU ở trong Premiere nó sẽ giúp anh em Đấy chính là anh em có thể decode video rồi là encode video các thứ và nó giảm tải cho con CPU đi rất là nhiều. Đấy chính là lý do vì sao mình luôn luôn nói với các anh em đấy chính là nếu mà anh em làm Premiere và anh em làm video H264 H265 thì eGPU là một cái công cụ rất là mạnh mẽ để anh em có thể làm việc nó được mượt mà hơn. Đấy và các đoạn rồi bởi vì nó đang xử lý về màu sắc cái nên là cái phần CUDA nó cũng sẽ chạy này. Đó. Thì đối với Premiere thì việc anh em có một con CPU mạnh ok đồng ý anh em nên có một con cpu mạnh nhưng mà cũng nên có những cái phần cứng khác để bổ trợ sức mạnh cho nó ờ, nhưng mà nó sẽ không cần nhiều gpu giống như là ở bên Resolve đâu đó như kiểu hay là thậm chí là có những cái chỗ mà mình sẽ preview qua cái chỗ để chuyển đến biron chẳng hạn đó thì cpu nó cũng sẽ không ăn quá là nhiều của anh em mà nó sẽ ăn là a à, cái này là quay màn hình cái này là đoạn ừ. quay màn hình đúng không đấy thì nó sẽ ăn cpu một tí này cái là đoạn quay màn hình nhưng mà những cái chỗ mà cũng là biron nhưng mà quay bằng máy ảnh ấy Thì nó sẽ ăn phần cứng kiểu khác Đấy, thành ra là project của mỗi người nó sẽ là khác nhau Thành ra là chúng ta sẽ không không có một cái hệ quy, quy, chuẩn chung nào cả Tùy vào việc anh em đang xử lý cái project nó đấy nó như thế nào thôi Ví dụ như là nãy giờ mình đang preview đơn thuần thì anh em thấy là EGPU nó chạy rất là nhiều rất rất nhiều luôn và cả đoạn rời nó cũng có chạy mà CPU thì nó cũng chạy vừa vừa thôi cũng không phải là quá là nhiều. Thì khi mà anh em làm Premiere thì anh em phải nhớ cho mình, đấy chính là nếu mà anh em chỉ làm vlog đơn thuần hay là anh em kiểu cắt ghép video chuyển cảnh nó cũng ít thôi không phải nhiều á thì mình nghĩ đối với cá nhân mình anh em nên focus vào một con CPU có cả độ họa rời, à, có cả đoạn tích hợp là được cùng với cả một chiếc cạc đoạn rời nó sẽ hỗ trợ anh em việc xuất video nhanh việc preview nó mượt mà các thứ các thứ nhưng nếu mà anh em là một người làm việc nhiều về tech làm việc về nhiều về chuyển cảnh làm nhiều về kiểu inographic các thứ thì anh em nên focus vào một con cpu mạnh và một con intel coi 7 nó không bao giờ là thừa cả thì đấy như nãy giờ anh em thấy mình phân tích đúng không thì premiere nó ăn phần cứng một kiểu Resolve nó ăn phần cứng một kiểu và đối với mỗi anh em sẽ có một cái nhu cầu khác nhau như kiểu mình á mình thì mình hay làm theo kiểu đấy chính là mình sẽ làm màu ở trong resale và sau đó mình sẽ push vào bên trong premiere để mình xử lý tiếp à, bởi vì biên tập ở trong premiere nó dễ hơn còn làm màu ở trong resale nó sướng hơn thành ra là mình vừa cần một con cpu mạnh mà mình vừa cần một cái card đó mạnh nhưng nếu mà anh em không làm resale thì anh em focus vào cpu cho mình nếu anh em có làm resale nhiều thì anh em focus vào gpu cho mình đó nãy giờ mình nói nhiều nó cũng hơi lú đúng không Ừ nhưng mà về cơ bản nó là như thế đó anh em Ờ à, Một cái sâu những cái project thực tế ra thì anh em có thể biết được là phần cứng nó sẽ ăn như thế nào luôn À mà mình cũng sẽ khuyên anh em một cái này nữa Đấy chính là RAM cứ tối thiểu cho mình 32 kỳ Mẹ con mẹ nó Adobe nó 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 đợp RAM vậy <laughs> Kinh khủng tởm luôn Đấy cùng với một cái nữa đấy chính là anh em nên xài ED và nếu mà anh em xài video H264 và H265 thì chỉ cần PCI Express 3.0 là ok rồi. Nhưng nếu mà anh em làm kiểu ProRes và cũng như là video raw các thứ á thì PCI Express 4.0 nó sẽ là ổn hơn. Ok và không biết ý kiến anh em như nào thì hãy comment phía dưới nhá. Và đừng quên like share và subscribe để ủng hộ Real Tech và xem lại. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.